Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là có chị Hồng Loan lên mộ đơ cúng 100 ngày cho ba nghệ sĩ Vũ Linh cô chú anh chị. Thì phải nói là hiện tại bây giờ là rất là đông bà con đến để gặp chị Hồng Loan cô chú anh chị, đông lắm cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ là Vinh đang đứng bên ngoài quay vào cô chú anh chị, thì chen lắm cô chú anh chị. Thì trước là chị Hồng Loan cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ là phía trước là chị Loan đang cúng cho ba cô chú anh chị, thì các sư thầy cũng có mặt cô chú anh chị rất là quý luôn. Thì hiện tại bây giờ là mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh là đông hẹp người luôn cô chú anh chị, phải chen chân luôn cô chú anh chị. Không có nào hết á.
trước là chị Loan, cô chú anh chị, thì nói chung là khán giả rất là hâm mộ chị Hồng Loan, cho nên là chị không vào đã được gặp mặt chị Hồng Loan, cô chú anh chị rất là quý luôn, đông lắm cô chú anh chị. Thì phải nói hiện tại bây giờ là mộ cậu Nam Vũ Linh ngay lúc này là đông lắm, đông không thể tưởng tượng được luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Vinh được phát triển hơn cô chú anh chị. Xếp đồ đó, chuẩn bị cúng 100 ngày cho chúng nghệ sĩ Vũ Linh nữa cô chú anh chị. Trước trước thì có mấy sư thầy cô chú anh chị. Chị Loan đang thắp nhang cô chú anh chị, thì chị Loan bây giờ là cúng 100 ngày cho ba cô chú anh chị, rất là quý luôn. Xin các bà con chúng ta lưu ý này, im lặng nha thầy nói. Hôm nay chúng ta về đây là cũng cúng 100 ngày cho nghệ sĩ Vũ Linh. Thì chúng ta nên giữ cái tinh thần kính trọng người đã khuất, và chúng ta cũng tôn trọng những người còn sống trong gia đình. Vì vậy tất cả mọi người về đây tham gia, chúng ta cũng nên giữ trật tự và im lặng, và chúng ta thể hiện một cái sự kính trọng đối với người đã mất, và chúng ta cũng tôn trọng đối với những người con cháu trong gia đình. Còn nếu mà chúng ta hoàn toàn chúng ta làm mất trật tự nữa, thì cái đó mình vô tình mình đã làm, mình không có tôn trọng những người sống và cũng không tôn trọng người chết. Vì vậy xin mọi người, chúng ta về đây chúng ta có mặt ở đây, chúng ta cũng nên giữ im lặng và chúng ta thật sự để cho nó được trang nghiêm, để cho gia đình người ta hành lễ nó được chuẩn bị hơn. Thì cái đó là cái mong muốn của mọi người cũng như là tất cả của gia đình. Hôm nay quý vị hãy im lặng và chuẩn bị. Rồi rồi, thầy chị Lan đưa cho chị qua đây. Mở đi lớn rồi. Đúng mẹ nó.
Phía trước là vợ chồng cô chị Loan, cô chú anh chị, thì anh mặc áo thun xanh là chồng của chị Loan, cô chú anh chị. Hướng cho trần thế 66 tuổi nguyện hồi hướng chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Vị Tôn Thần Thổ Địa Thổ Thần Đất Đai Mộ Trạch chư Vị Thần Bổn Sứ Nội Viên Gia Trạch Ngoại Viên Gia Hương chư Vị Tôn Thần Thị Tờ Phóng Quang Tín Chùa thì chị Loan và cùng chị Loan và chồng đang cắm nhang vào ly hương cho bà của chú anh chị. Thì bây giờ Quynh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quynh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.